Minasan konnichiwa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nha. Đầu tiên cô có hình ảnh của bạn A đang nói chuyện với bạn B. Bạn A hỏi bạn B rằng: "Konban, terebi o mimasu ka?" Tối nay bạn có xem TV không? Bạn B trả lời rằng: "Ie, jikan ga arimasen." Không, không có thời gian. Này, ý của bạn B muốn nói là bởi vì không có thời gian nên không xem TV. Này, câu đó trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói là 時間 ga arimasen kara terebi o mimasen. Này, vì không có thời gian nên không xem TV. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học mẫu ngữ pháp về nguyên nhân, kết quả. Cô có cấu trúc ngữ pháp như sau. Mệnh đề thứ nhất, đi với kara. Và sau đó là mệnh đề thứ hai. Mẫu câu này có ý nghĩa là vì S1 nên S2. Trong đó thì kara dùng để nói hai câu có mối quan hệ nhân quả. Trong đó thì S1 là nguyên nhân, còn S2 là kết quả. Bởi vì nguyên nhân S1 nên dẫn đến kết quả S2. Rồi, chúng ta có câu vì nên thì dĩ nhiên sẽ có câu hỏi vì sao. Và có nghi vấn từ là do shite. Này, cô có ví dụ như sau. Anh Kimura đang rất bận rộn và anh ấy không ăn sáng. Cô hỏi anh ấy rằng: Doshite asagohan o tabemasen ga? Vì sao? Tại sao lại không ăn sáng vậy? Anh ấy trả lời rằng: Isogashi desu kara asagohan o tabemasen. Bởi vì bận rộn. Isogashi có nghĩa là bận rộn đúng không nào? Bởi vì bận rộn cho nên là không ăn sáng. Này, các bạn cùng lặp lại với cô nha. Isogashi desu kara asagohan o tabemasen. Rồi, tiếp theo. Anh Yamada định đến công ty bằng taxi. Cô mới hỏi anh ấy rằng là: Doshite takushi de kaisha e ikimasu ka? Vì sao lại đi đến công ty bằng taxi vậy? Anh Yamada giải thích rằng: Jikan ga arimasen kara takushi de kaisha e ikimasu. Bởi vì không có thời gian nên sẽ đi đến công ty bằng taxi. Này, nguyên nhân là vì không có thời gian cho nên là dẫn đến kết quả là phải đi đến công ty bằng taxi. Rồi, tiếp theo cô có hình ảnh của chị Sato. Chị Sato đang học nấu ăn. Cô mới hỏi chị ấy rằng là: Doshite ryori o naraimasu ka? Câu này có nghĩa là: vì sao bạn lại học nấu ăn vậy? Này, chị Sato chị ấy mới kể rằng là: ryori ga heta desu kara ryori o naraimasu. Bởi vì chị ấy dở nấu ăn cho nên là chị ấy học nấu ăn. Này, đi desu ka minasan, lặp lại với cô nào. Ryori ga heta desu kara ryori o naraimasu. Này, bởi vì dở nấu ăn nên sẽ học nấu ăn. Hay chúng ta muốn nói là bởi vì dở tiếng Nhật cho nên chúng ta học tiếng Nhật, chúng ta sẽ nói là Nihongo ga heta desu kara Nihongo o naraimasu. Này. Rồi, bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Ja, mata kondo onegai shimasu. Arigatou gozaimashita.